Anh ta hoàn toàn có cơ sở để có thể đẩy ngược lên, đặc biệt là khi Yuta đang quay lưng lại với cái đối thủ của mình. Và Pio lại knock out được Serti. GE chưa người kiểu gì vậy? ESO Clan quyết định sẽ công vào các thành viên ở phía team Genji. Chính xác là Genji đi qua khu vực mà các thành viên của ESO Clan họ đang giữ. Siêu Trang anh ta chỉ đổi được một mạng duy nhất của Monty thôi, mất đi vị trí của Pio. Khó dành cho các thành viên của Genji rồi. Còn là Easter cũng như là Siêu Trang bắt đầu để ngược vào các thành viên ở phía team ESO. Nhưng với cái Red Dot này, cự ly là quá xa để có thể gây sát thương đến vị trí của Inside. Không khó dành cho Inside. Genji chỉ còn lại là một người, nhưng người đó lại đang có những tình huống muốn cứu đồng đội của mình dậy. Và lên xe di chuyển là sự lựa chọn đến từ Genji. Họ sẽ cố gắng vào bo và cứu nốt người đồng đội còn lại đang bị đốc. Quan trọng lại là ESO sẽ vướng phải với thành viên của E36 cơ. Và Inside anh ta đã nằm, Akita cũng đã nằm mất rồi. Tôi thì chỉ mong muốn rằng là Yuta của MediaZ sẽ cố gắng có một cái top 4 ở game thứ này thôi, thì nó quá thành công rồi dành cho bên phía GE. Đối với cả Nip thì xe sẽ nổ, mất đi cho mình rất nhiều máu, giờ chỉ còn một chấm máu nữa thôi. Trước mặt đang là cái tên Zermes bên phía thành viên của team hậu, và sẽ có những pha đẩy lên. Vẫn có nết một tình huống giáp lá cà, và đó là điểm kill gọi tên bên phía team hậu. Genji lại thêm một kiếp nạn khác, vẫn là các thành viên bên phía của E36. Lần này thì Pio đã là người có được cho mình cái điểm first knockout rồi. Sau đó Easter cũng bắt được vị trí của Poor Boy. Đại diện tới từ Nhật Bản đã mất đi rất nhiều người chơi của mình, và Than Oan anh ta kết thúc toàn bộ các thành viên bên phía của E36, dừng chân ở top 15. Nhưng vẫn còn những đội tuyển khác muốn nhắm vào các thành viên của Genji. Đại diện tới khu vực Hàn Quốc đang bị nhắm vào từ rất nhiều những đội tuyển, từ Genius Esports cho đến là EXO cho đến E36, bây giờ thì kể cả là Purple Mood hay Arsen cũng muốn bắn phá vào những cái tên như kiểu là Pio. Ui vâng, thường được trả kìa. Hãy nhìn vào cái cách mà Pio đang xử lý để gồng gánh những người đồng đội của mình. Nhưng có nhiều hơn một mối bận tâm dành cho các thành viên của Genji. Thanawatch anh ta hoàn toàn có thể đẩy lên được. Tiếc rằng là những cái quả lựu đạn để có thể gây sát thương đối với Thanawatch bây giờ là không có. Trong khi đó một diễn biến khác, Petricoros lại đụng độ với cái thành viên ở phía của Dibluskia. Cúi không cười được nữa rồi, anh ta chính thức đã phải nằm xuống, bị confirm kill bởi các thành viên ở phía team X. Mà cụ thể hơn là anh chàng Molodop. Vâng, một Pero hiện tại chỉ còn có cho mình một play duy nhất mà thôi. Còn đối với cả DK thì họ mới chỉ knock out một người. Summer đang muốn đẩy lên để có thể trả thù cho người đội của mình, liệu được hay không đây. Flash trả ra, lửa trả vào. Nhưng mà đối phương đang đứng ở dưới, và thậm chí ở sau lưng Summer vẫn còn người cơ, đó là cái tên Giang Gu. Còn một diễn biến vừa rồi chúng ta có thể thấy đã có một đội tuyển nữa về giờ cuộc chơi rồi, đó chính là cái tên PMA. Còn đối với cả bên phía thành viên của Purple Moose thì họ đã mất đi đến tận đó là hai player, giờ chỉ có hai thôi. Genji đang muốn đẩy ra, và Thanawatch thì đang ở ngoài bò. Duckman thì đã yếu rồi. Một thế 2v2 quá khó khăn, và đội chủ nhà đã phải rời bỏ cuộc chơi ở vị trí thứ 12. Đó là Genji cùng với cả vị trí của anh chàng DG98 và Ether lên tiếng nữa. Nhưng kiếp nạn vẫn chưa dừng lại với Genji. Giờ thì Falcon cũng đang bắt đầu nhìn thấy các thành viên của Hàn Quốc rồi. DG98 chính thức đã nằm xuống, còn lại vị trí của Easter. Có thể những giây phút tiếp theo đối với Genji thì nó sẽ bớt đi những phần giông bão. Đây là cái cơ hội để cho Easter có thể sinh tồn. Vòng bo của chúng ta nó rất ngược với góc 6 giờ của bản đồ. Và Veronica 7 vẫn sẽ có một vài những cái khu vực nhà ở trong bo. Một đại diện khác của Trung Quốc, Oliang đã phải knock out bên ngoài vòng bo rồi với Suzy. Ôi, Molodok, ông sấy quả hết cả một băng đạn để hạ gục một người chơi của đối phương. Sau đó thì cuối cùng thì Seng Yi Sinh Long đã dừng chân ở vị trí top thứ 11. Nhưng là một tình huống bắn mà theo tôi đánh giá là hơi tốn tài nguyên tới từ Molodok. Và có thể Uba sẽ phải bỏ cái mạng mình lại. Không biết cứu kịp Uba hay không đây. Như vậy Molodok vẫn chạm kịp Uba. Bắt đầu di chuyển tới, đó chính là cái tên Heaven bên phía V7. Thôi xong rồi, Lazada đi rồi. Không phải Lazada mà là Lazada đi rồi. Thì mà Jumin cùng với người đồng đội của mình đã ở ngay phía sau lưng. Vâng, Lazada đã nằm. Sau đó anh ta cũng đi. Zermatt cũng đã đi nốt với hai quả lựu đạn từ thành viên bên phía của Veronica 7. Rất gọn gàng, top 9 những người chơi còn lại, chính là top 9 đội tuyển còn lại với 29 người chơi tại phút thứ 21. GOE đang rất gần với cơ hội có được cho mình một điểm về mặt thứ hạng, đặc biệt khi mà Dibluskia lại đang muốn mở một tiếng giao tranh nữa với các thành viên bên phía team 4 Hungry Man. HZMM một máu, anh ta nằm xuống giọng súng của Jangu. Crazy 112 cũng không còn nhiều những vị trí backup an toàn nữa. Vâng, DK vẫn còn đủ 4, còn đối với cả bên phía các thành viên của Foundry Man thì họ đã mới knock out tận 2 player, một người đã bị gặt, đó là vị trí của HMM. Zip ra là cái điều tương tự. Crazy, một pha sấy ơi, chờ với cái giá phải trả đã phải nằm xuống rồi.
Và bây giờ thì con Angryman họ gặp khó, chỉ còn mình cái tên Bobo thôi. Bobo làm gì đây? Một cái ống ngắm 8x, một cái mũ 3, liệu có đủ cho Bobo có thể sinh tồn được hay không? Và đã bị bắn phá vào, đó là vị trí thứ 9 gọi tên For Angryman. Thời điểm hiện tại thì Arsene cũng rất gần với thành viên của Space Station Gaming. Ui nết kìa. Quả lựu đạn với một cái điểm rơi rất đẹp tới từ anh chàng Kiyakai. Và Esther đã dừng chân ở ngoài vòng bo rồi. Genji chính thức dừng ở vị trí top 8 và top 7. Sẽ cải thiện thêm những cái điểm thứ hạng dành cho đại diện từ Việt Nam của chúng ta hay không đây? Có vẻ như chúng ta đang muốn kiếm về cái điểm kill dành cho Genius. Cái vị trí của chúng ta bây giờ cũng đã thoải mái đúng không? Đúng. Một cái nhà vệ sinh gỗ mà. Chẳng ai bắn ta thì ta đã đi bắn thoải mái mọi người thôi. Nhưng mà đây, chúng ta thấy ngay lập tức thì Utah anh ta đã có cho mình một cái điểm knock out. Những cái quan trọng mình muốn hướng tới là việc chuyển hóa những cái điểm knock out thành những cái điểm kill. Nếu như mà chúng ta bắn sớm thì đối phương sẽ biết và đối phương sẽ lựa những cái thế để không để Utah có thể thoải mái xả súng được. Như vậy thì cái khả năng để có những cái điểm confirm kill chúng ta sẽ bị giảm đi nhiều hơn. Ôi rồi hỏng rồi, thậm chí là hỏng rồi. Nhà vệ sinh này thì không có khả năng chống lửa. Cần những quả smoke được trả ra và sau đó thì di chuyển ra khỏi khu vực nhà vệ sinh. Một sự lựa chọn chính xác đến từ Juta. Còn vừa rồi chúng ta có thể thấy liên tục cái tình huống phải nằm lại. Còn Juta đi sao đây? Kiliakai ơi bình tĩnh nào. Như vậy là vị trí của Juta vẫn còn sống, vẫn còn to. Nhưng Veronica 7 Âu là khó rồi. Molodok thì anh ta sẽ có một cái điểm free kill đơn giản thôi khi mà Kiliakai nằm hoàn toàn trong tầm ngắm của Molodok. Ôi nết kìa. Trái nết, vâng. Trái nết đầu tiên không được nhưng trái nết thứ hai lại là quá chính xác tới từ vị trí của Glass. Những động thái sau đó từ Jumin. Ôi vẻ như chết là V7 lại đang muốn di chuyển sang bên kia cánh phải. Họ nán lại một xíu sau khi mà có được điểm knock out của Molodok từ vòng bo. Vậy là đổi chiến thuật rồi. Sẽ là đẩy thẳng vào vị trí của U3 và những người đồng đội còn lại thôi. Vẫn là phết với cả một góc nằm. Lần trước thì anh ta có thể thành công nhưng lần này thì không có bất cứ một cái bụi cỏ nào để cho anh chàng định mệnh. Divaskia đâu còn nét đâu. Họ không còn nét. Thậm chí là bây giờ là Jangu anh ta còn đang mở ra thoải mái để bắn vào các thành viên bên phía của team Veronica 7 nữa. Heaven đã nằm rồi giờ thì EK bắn thẳng vào Utah nhưng sau đó để các thành viên của Capitan từ team Falcon họ trả ngược những lượt sát thương. Đối với cả bên phía thành viên của team V7 thì họ vẫn đang bắn phá sang tất cả đội tuyển mà có thể nhìn thấy và Arsene đã đi rồi. Như vậy là top 5 của chúng ta thì trong đó có cái tên Genius. Lại thêm một điểm nữa. Ồ, bây giờ thì Utah máu hình như không còn thì phải. Không còn máu nữa rồi, tầm này đã bỏ hết trang bị ra nằm rồi, không còn gì. Thôi bây giờ là nó thật nhá. Với Utah bây giờ nhá, bỏ tay ra khỏi bàn phím luôn. Ôi đến nóc được rồi. Nhưng mà đi luôn rồi. Đang yên đang lành đứng dậy làm cái gì em ơi? Nóc được một nhưng đâu có thể confirm được kill đâu. Không ai bắn. Cứu được rồi. Đây là chúng ta mất điểm rồi. Nằm im đi gì hơn không? Tự nhiên đứng dậy thở làm cái gì để nó đấm vào gáy cho. Vâng, bây giờ mới bắn thì đã muộn. Pet nóc được vị trí của Zenith và sẽ có tình huống đẩy lên thôi. Vị trí của Americano là quá khó. Và anh ấy sẽ nằm xuống, giọng xuống của anh chàng Subshot. Và đó là hai điểm kill gọi tên Spetation Gaming. Còn đối với cả DK họ đã dừng bước vị trí thứ 4. Nếu là tôi trong tình huống của Utah, tôi thật các bạn, tôi tháo bàn phím, tôi tháo chuột luôn. Tầm đấy mà ai mà nhìn thấy tôi cũng xác định là tôi đi. Thế tôi cũng không có xu hướng là muốn đứng dậy để đánh những đội tuyển khác đâu. Nhưng mà Utah thì anh ta tham vọng hơn là con số dừng lại ở cái top 5 đúng không? Muốn có thêm 2 điểm kill của DK và sau đó có thêm 1 điểm về mặt thứ hạng. Nhưng mà đáng tiếc là Space Station Gaming ở phía sau lưng đã nhìn thấy rồi. Cục diện của trận đấu còn lại là 3 đội tuyển. Falcons họ mất tiếp tục anh chàng DraftKing. Sẽ chỉ còn lại là một thôi nhưng có vẻ như vừa cứu thêm được một người đồng đội dậy rồi. Bất ngờ khi mà Veronica 7 bây giờ đang là một đại diện mà lại đi công vào những cái đại diện khác. Nên nhớ họ đang là đội tuyển có điểm số thấp nhất trong số những cái tên còn lại ở trong vòng bo này. Suzen có được một mạng confirm thêm một điểm kill. Toji kết thúc được các thành viên ở phía team Falcons. Nhưng bù lại thì cái lượng tầm nhìn ở vị trí của anh ta là quá đẹp. Ui đến kìa. 38 máu thêm liên tục sấy tốt. Page đưa các thành viên ở phía Veronica 7 về thành còn một người. Và Gilmin buộc phải clutch trong tình huống này. Xử lý một vết sai đối phương có nhà vệ sinh. Nhưng lộ mất rồi thì chỉ là bắn yếu mà thôi. Hỏng rồi, bắn yếu thì sao mà đưa về một vét một được đây. Những trái flash liên tục được Shot có thể ném ra. Anh ta thậm chí đang có 2 quả lửa nữa thì tôi nghĩ là lành ít giữ nhiều cho anh chàng Gilmin rồi. Vâng, một khẩu P90 đóng hòm rồi. Rất khó cho Gilmin và cái top 1 nằm trong túi của Spedition Gaming. Họ sẽ có cho mình cái top 1 với khoảng 5 kill thôi. Tại vì tôi nghĩ rằng Gilmin gặp khó thực sự rồi. Vẫn đang đảo trái đảo phải, ăn flash trắng. Và giờ thì đã nằm xuống. Rất cố gắng đến từ V7 nhưng cuối cùng họ cũng chỉ có cho mình cái top 2 mà thôi.